tiền đạo bụng bia lên tiếng sau khi bị chê ngoại hình. Tiền đạo Martin Adam của tuyển Hungary nói anh chỉ biết cười bởi sinh ra đã có cơ thể như vậy sau khi bị chê bai thân hình mập mạp, bụng bự. Martin Adam gây chú ý sau khi vào sân ở phút 79 trong trận ra quân của Hungary với Thụy Sĩ hôm 15 tháng 6. Tiền đạo sinh năm 1994 có bộ râu giống những người Viking cùng thân hình đồ sộ như của những cầu thủ bóng bầu dục. Anh bị nhiều người chê cười vì bụng bự như dân ăn nhậu, không giống body của các sao bóng đá. Trả lời một cuộc phỏng vấn sau đó, Martin Adam chia sẻ anh thường chỉ biết cười trước những câu đùa cợt về ngoại hình của mình. Tôi sinh ra đã thế này rồi, hình dáng cơ thể như vậy rồi. Tôi không nói là lúc đẻ ra tôi to như thế nhưng nó là gen rồi và tôi không thể thay đổi được gì, chân sút người Hungary nói. Gác lại việc bị chê bai ngoại hình cùng kết quả thua 1-3 ở trận ra quân, Martin Adam nói được tham dự Euro 2024 là giấc mơ thành thật với anh. 3 năm trước khi Euro 2020 diễn ra anh thậm chí còn không nghĩ tới điều này. Euro 2020 ư? Tôi nhớ rất rõ là tôi nằm trên sofa ở nhà uống bia, anh chia sẻ. Có thể anh ấy sẽ không ghi được bàn nào tại Đức nhưng sự thân thiện của anh khiến các fan yêu mến, tờ Sport Medi bình luận. Cầu thủ có biệt danh anh, người Viking của Hungary đã lập gia đình và có hai con. Martin Adam cao 1m91, nặng 86kg. Tối nay Hungary đá lượt trận thứ 2 gặp chủ nhà Đức. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 6, huấn luyện viên tuyển Hungary Marco Rossi hy vọng Adam sẽ ghi bàn để dập tắt những lời đàm tiếu. Martin Adam hiện chơi cho câu lạc bộ Ulsan của Hàn Quốc, ghi được 9 bàn sau 20 lần ra sân trên tất cả đấu trường mùa này. Anh khởi đầu sự nghiệp trong màu áo câu lạc bộ Vasas, Hungary, sau đó gia nhập câu lạc bộ Kaposa, ghi 14 bàn cho câu lạc bộ này trong giai đoạn 2019-2020. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Adam là thời kỳ khoác áo Paxi 2020-2022 khi anh ghi 39 bàn sau 60 lần ra sân. Adam ra mắt đội tuyển quốc gia Hungary năm 2022. Tính cả ở trận đấu với Thụy Sĩ, anh đã có 21 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia và ghi được 3 bàn thắng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.